anh có cái gì đấy ạ? Anh cảm ơn em nhé. Cảm ơn em đã giúp đỡ anh trong lúc anh bị tai nạn. Không sao đâu anh ạ. Hôm qua em bị tai nạn. Em ngồi dưới đây, anh có chuyện muốn nói với em. Vâng. Ngồi dưới đây. Nếu mà không có gì nhá thì cháu gửi tiền cho cùng này là 20 triệu, hai cùng này mất cùng 10 triệu, chú kiểm tiền hộ cháu đấy. Đây em đi vào đây để nơi gì đấy. Bị làm sao thế này? Tai nạn bác ạ. Để tôi đưa lên xe đi bệnh viện. Thank you.
nào được. Để cảm ơn cô Tiền Linh đã mua đất làm cái nhà cho cô ấy. Cháu ở nhờ một tí. Vâng. Bác ơi, cái khu đồi cao cao trên kia của nhà ai bác? Khu này cao thì của nhà ông hàng xóm thôi. Nhà chỗ nào bác nhỉ? Nhà ở đường trên kia thôi. Biết có muốn bán thì cháu muốn mua một khoảng đồi trên đấy. Chả biết đi, hỏi xem người ta có bán không. Nhà chỗ nào bác nhỉ? Ở trên. Ở trên kia. Vâng. Thì lên trên. Vâng. Cháu cảm ơn nhé. Vâng. Cháu đi lên cháu hỏi. Vâng. Vâng, cảm ơn bác. Nhà. À, cháu có nãy hỏi cái bác ở kia, bác bảo chú có đồi trên này muốn bán. À, bảo là đang định muốn bán một ít đây. Trên này. Thế chú dẫn cháu đi xem được không? Được. Cháu đi xem qua không được thì để cho cháu. À, để lấy con dao đã. Vâng. Quốc để bán đất đây. Vâng, khu lên cái đường lên để bán đất. Trong này rộng cũng tạm tạm mà đủ làm trang trại các kiểu. Trang trại nuôi gà nuôi vịt với cái này giờ phải phát hết đi, rộng quá. Ờ, phát đi đi để không có muối rồi cái quá. Phát nó thoáng đi. Nó rộng lắm. Này khoảng bao nhiêu mét vuông? Chắc tầm 500 mét vuông ấy. 500 mét vuông, mái 500 mét vuông. 500 mét vuông được rồi. Một khu này nó cũng bằng bằng. Bằng bằng đều bằng. Mai chú nếu mà xác định bán thì mai cháu thuê mấy người không? Chú
giúp cháu phát hết cái khu này để nhìn mặt bằng đầy đủ nhé. Vâng ạ. Cháu mình xem giá cả được. Sau là nếu mà được thì cháu muốn dựng một cái lều ở trên này. Thoải mái, cái này dựng lều tốt. Cái này dựng lều thì đẹp đấy. Thì chú giúp cháu tìm mấy người trong nhà. Mai cháu đến cùng nhau lên đây làm nhé. Rồi. Mai để tối nay về xem điện cho mọi người xem muốn làm được, mai lên làm cho cháu. Vâng. Thì cháu về về nhà đi, về nhà xem giá cả như nào có được không? Được thì được. Đi lại thì qua đường này thôi. Đường này đất nhà chú mà. Vâng, cứ ôm đường lên rồi cứ đi lại đi lên đường này lên. Vâng, đường này nó đi thật khỏe nên dễ đi hơn. Như đường kia thì nó lại dốc quá. Đi bộ thôi, xe máy không lên được đâu. Đi bộ chỉ có đi bộ là trang trại thì chỉ vui lên được. Cháu lại đi vào trong này mua đất. Thấy cháu cũng có tiền mà sao không ra ngoài thì... đấy. Vâng. Chắc là mai chú cứ thuê cho cháu tầm 2-3 người nhé. Rồi rồi. Em phát hết cái chỗ đấy đi. Cháu xem là được cái rộng của nào thì cháu sẽ tính toán tiền đâu. Chắc là chú cứ thuê người về thuê người giúp cháu để mai xem phát ra để có cái mặt bằng thì cháu mình tính toán nhé. Rồi rồi. Vào nhà Dương nhỉ? Thôi cháu đi, xin cháu đi luôn, đang công trường có việc. Cháu đi luôn rồi cháu. Cắt hết rồi chú. Xong rồi. Cắt hết cái phát rồi. Bây giờ mình ăn đi. Đây dự kiến làm nền nhà trên này hả chú? À, hôm nay làm nền đấy. Này, trông chưa? Trông cái này đủ đủ chưa? Cái này đủ rồi. Mà ra đằng trước này chút sang bên kia nữa phải chú? À. Pha chú ra đây cháu nhờ chú. Rồi giờ chỉ tầm 50 triệu. Nhưng mà đất đồi 50 triệu hơi cao chứ. Cứ giảm xuống cháu một tí đi. Tầm 30 triệu thôi. 40 triệu thôi. 40 triệu. Bớt được 10 triệu. Đất đồi nó cũng ấy mà. Cũng có cây cối nhiều nữa thì quan trọng là đất đồi nên nó không được giá lắm. Chỉ được giá trung bình thôi. Vẫn được không thì 40 triệu thì đất cháu xong rồi cứ giúp cháu làm cái giấy tờ đất này nhé.
chú phải giúp cháu cái giấy tờ chuyển nhượng đất này. Chú có hai bản, chú đọc qua một bản đi. Nếu mà đồng ý thì tất cả đều đồng ý thì chú là bên A này thôi. Còn bên D là cháu là người mua. Chú bên A là bên sở hữu và bên bán đất cho cháu. Xem có gì thắc mắc thì cứ bảo cháu. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Chắc là giấy tờ này chắc đầy đủ hết rồi. Hiểu ký nữa là được. Đấy, chú cho bút ký đây. Cháu bỏ. Ký cả tờ bên kia cháu. Tất cả những giấy tờ liên quan thì anh kia chú xem sang tên hết lại cho cháu nhé. Dạ vâng. Còn với tất cả anh em đang làm việc ở đây thì chú cứ giúp cháu thuê rồi hết bao tiền cháu gửi nhé. Dạ vâng. Đúng ạ. Vâng. Cây cối xung quanh này tận dụng cắt để sử dụng làm luôn rồi. Còn thiếu vật tư vật liệu gì thì phải học. Cháu sẽ tư cháu cho anh em chờ bạn. Cháu cố gắng giúp cháu nhé. Em thấy về cắt đã. À, nãy nó quên mang cái dây đến để kéo dây, nó cần kéo dây không đúng. Nãy có thế đào hố trôn rồi. Ồ nè. Vâng. Đấy cây đấy thước về chứ. Lấy dây về như thế đấy. Chuẩn nặng quá. Cây này to là nặng. Vâng. Cái đốt xem cách làm vườn rau ở dưới này. Sau tốt. Đó, vườn rau tốt thằng làm vườn rau vãi rau cải. Chú giữ cái to này cho cháu nhé. Ờ. Bóng mát. Đẹp lắm bố. Làm bóng mát tốt lắm. Ờ. Mấy năm rồi, chục năm rồi đấy. Hay nhà này làm khoảng 2-3 ngày xong. Cắt tầm 2 ngày thôi. 2 ngày là cũng cắt xong. Càng tốt cho cháu nhé. Ờ. Đo lại.
để căng vuông chứ, lấy vuông chứ. Không lấy vuông được thì làm sao mình nhà nó vuông được. Không mà ăn nó. Cái này không ăn á. Quan khẩu con mình trong cắm cái thui dây này xẻ nè. Là tôi hứng nèo chứ này cũng cắn nèo. Mưa thì hẳn hẳn có nhiều mỉ nèo nèo. Ờ, cái nào cắm nèo. Bám tay vào đi, không có tí nữa đâu. Mở, nó mở là nó mở đấy. Nghe chú vườn đà lắm á.
Lăng cứ ao khấn mát tạm thôi bữa mày con nó. Ấy, đặng. Tại lại. Ba con kia. Ba con và ba con kia. Tất cả lăng. Đấy ố. Đi bác nào, ý là mi bóc miêu khẩn lại nè. Hả? Cái này cứ ok kim to tật không tên không bao nhiêu. Nó để bác nữa mà. Bác đi phân này nên. Mi sao đây? Phân là tí nhỏ tí mừng đảo mừng này. Phân là cái phân to thua tí. Cảm ơn thiên. Do cái ông này. Tốn chứ tạo con này. Dư chứ tạo con này. Cái thằng quay. Mi từng nó kéo lên đó. Bộ con nên nó nghe cái hát ý này đây nè. Nên vô nên từng mẹ nắm hơn mà nó bên đi có con bướm ơi mà tầm mình lại mắn nhá bán cái đi thôi tốt không mừng sẵn chứ tốt không mừng sẵn tốt tốt không cái sâu bây đi thịt mi lăng tiên trang thịt cái này khẩu ý mà khẩu ý này chân này à chân này trên trên này bỏ à, cái này không à, ba cái nhỉ kiểu gì chả ba cái một cái dứa khúc to khúc bường vẫn nặng bây giờ nghe bữa ăn mưa nhá mặc bữa ăn mưa nhá bữa ăn xuống bữa hẳn tên tốt có cải hơn không em cứ nè tiền tốt này cần con ngắn đúng không đúng vậy chết rồi còn đuôi cái gì thế vậy là mầm mầm không bỏ cân chưa đào tạt luôn đào nhìn cân chưa nhìn cái bao lâu cân khoảng cách cân bao lâu em lo xin em hôm nay mình đi hôm nọ đó đấy bắt tối bữa tay cay phúc hậu hơn mà
đây em mà. Đi đây mà. Đi để chọn đây. Học con Hà Nội. Thấm tốn đấy. Đuôi bay em, đưa nó bay, không nhận thô. Thô lại này, thô lại thì sầu này. Một sóng dưới. Đi tiết kiệm này, thưa bơ lố, tiết kiệm hay nắng. Với cái nhanh kênh mà. Đi cây nhập. Đi cây nhập, sống thay này đi cây nhập, sóc trong ho này. Cái mất. Đi sắp không đánh.
được mà đéo có cái lốc nào, đéo có lốc nào bay cái này đi được không ạ? Ừ, đi đâu đi đâu. Ngược rồi, ngược rồi, ngược rồi. Là hành công cơ mà. Đấy. À, mọi thứ bạn. Bao cần thua, cần mà lăng luôn. Đấy, cái này còn chưa. Ở hồi sống nè. Hết đi ngồi đóng đinh đi. Bên này. Tốn nè. Thôi xé lóc này, xé lóc này, xé lóc này. Xé lóc dưới dưới này. Đấy. Thì phải xách đấy. Nào xé lóc này. Để nó mới dưới dưới. Tấm hẳn là nhờ.
chú nhá. Vâng, chào anh. Nhanh thế. Nhanh cho kịp tiến độ. Tôi có mua ít hoa quả với nước cho các chú đây. Cháu có mua cho các chú ít nước với hoa quả nhé. Vâng, xin nhá. Các chú nghỉ ra đây uống nhá. Để đây đã đang rửa tay. Đi làm nhanh quá nhỉ. Thì công trình có một ngày về đã xong hết rồi. Gọi mấy anh em về làm cho nhanh đấy, không là không kịp cháu rồi. Rồi. Vâng, nhờ mấy người chú. Vâng. 6 7 người mà. Tốt quá, xong hết. Nãy mình cho lên cao hơn rồi. À chú đạo gác lên đây để nó giữ. Không, bên này cũng đóng lên cao hơn rồi. Để lấy ra cho nó bằng cái bên này. Thì cái bên kia cũng bằng cái bên này cho nhau. Thì vớ hết tầm ván đấy. Tí chú đóng dành cái trên này này. À, bên nhà chú chủ đất này mai chú giúp cháu kéo điện nhé. Rồi kéo điện của mình. Đây nhỉ? À, đúng rồi. Đây. Nếu mà có nhà chú có cái giường nào ngủ tạm được không? À, nhà có một cái giường trống sao ấy. Một trống không dùng tới mà. Thế mai chú ra cháu mượn. Có kê tạm ở kia. À, có mấy cái mà, một là còn một cái giường không dùng tới để nó lâu nó mới. Mai chú ra cháu mượn. Mai lại kéo à? Vâng, cứ giúp kéo điện từ nhà chúng lên đó. Mai được thấy trên đồi này mát không nhỉ? Mát. Mùa này mùa hè còn mát nữa. Mùa này thì
Nhưng mấy đứa mùa đông thoáng quá sợ lạnh. Không lạnh mấy đâu, đây thời tiết đây nó cũng lạnh thì nó cũng không lạnh mấy đâu. Tầm 22, 23 độ mùa đông. Thế thì cũng không lạnh lắm đâu. Không lạnh lắm. Các chú uống nước đi. Xong các chú ở đây giúp cháu với cái việc này nhé. Vâng. Quay rào hết bên kia thì mai chắc cháu xử lý làm cái bếp ở đây nữa. Thì 1-2 ngày chắc xong đấy. Khi nào cháu đi công trình trong 1-2 hôm rồi cháu quay lại. Vâng. Các chú hộ cháu với nhé. Vâng, thế anh đi ạ. Các chú ở đây giúp cháu với nhé. Vâng. Cháu đi công trường đấy. Xong hết rồi chú, xong hết rồi. Cứng rồi, bây giờ nấu thoải mái rồi. Bây giờ là nấu ăn các kiểu là thoải mái rồi. À, trước mang cái giường cho cháu đi. Có rồi, mang rồi, em trước mang lên cho rồi. Xem cái giường này có đỡ được chưa. Đây giường đây chú. Ở đây giường này. Nó giường cũ rồi, không phải giường mới đâu. Giường ở nhà không dùng tới thì em cho mang lên. Có cái giường tặng này thôi. Mai cái chú giúp cháu cái vách của xung quanh này nữa. Rồi rồi, mấy hôm nữa em làm nấu cho. Đã ổn rồi. Cây này mai treo hoa treo gì cho nó đẹp đẹp tí cái nó treo ra thế được cháu để cháu gửi tiền công cho chú nhé. Tổng mấy người hôm đấy làm tổng hết bao tiền chú nhỉ? Là mỗi người 4 người 5 người thì hết triệu rưỡi rồi. Đúng không cháu ấy? Rồi đúng rồi. Để cho cháu gửi nhé. Ờ. Hôm nào còn lên làm nốt thì cháu cái này nhé. Rồi. Mấy hôm nữa hôm nào nếu mà cháu lên ở công trình lên thì hôm nào lên thì gọi chú lên làm nốt cho. Vâng. Còn chỗ này một ít mà. Chắc đấy. Hôm nào lên giúp cháu nốt thế kia nhé. Ờ. Cháu cảm ơn nhé. Ờ. Thế chắc.
cháu ở lại sau nhá. Vâng, có việc tí về đây. Vâng, vâng. Cháu cảm ơn. Có nào làm thì gọi chú lên làm nốt ạ. Vâng. Tất cả nhà cửa xong hết rồi, bếp xong hết rồi. Cái này đón Tiểu Ly về đây chắc cô ấy vui lắm đấy. Đón Tiểu Ly về đây á. Mẹ nhìn dưới đường tươi như vẻ đi gặp nhà chú nữa đi, đi gặp nhà xong đi sang thăm anh ấy như nào. Tiểu Vy ơi, Tiểu Vy ơi, anh ạ, Tiểu Vy ơi, anh ạ, anh có chuyện gì đây ạ? Anh cảm ơn em nhé, cảm ơn em đã giúp đỡ anh trong lúc anh bị tai nạn. Vâng, không sao đâu anh ạ. Hôm qua anh bị tai nạn. Em ngồi dưới đây, anh có chuyện muốn nói với em. Vâng. Em ngồi dưới đây. Anh đỡ đau hơn chưa ạ? Anh đỡ rồi, đi bệnh viện thế là nó chỉ bị đau một chút nữa thôi. Vâng, hôm qua em thấy chảy máu ở trên đầu rất nhiều ạ. À, anh có chuyện nói với em nhé. Có chuyện gì anh? Anh có bạn anh ấy có xây dựng một cái trang trại rồi bạn anh không ở. Thì anh có mượn của bạn anh để cho em ở tạm ấy. Ở đây may cái công trường công nhân đến ở rồi ấy. Thì em dọn đồ đi cùng anh. Anh em ở đấy ở nhá. Thôi, không sao đâu, không ngại đâu. Và bạn anh không ở đấy rồi ấy. Nhưng mà em ngại quá, em vừa ở bên ở đây quen rồi, giờ lại chuyển sang chỗ khác đâu. Không, không sao đâu, chỗ này mai sẽ công nhân đến ở rồi. Bây giờ em thu dọn đồ đi. Anh đưa em đến nhà trên đấy ở. Giờ ở đây cũng không tiện nữa đâu. Nhá, đi. Anh đứng lên đi. Em dọn đồ đi, anh giúp em. Em đi đâu? Rồi, còn thì sẽ gặp mới. Bây giờ thằng nào cái trang trại đấy ba anh cũng không ở rồi. Còn gì nữa không? Còn gì nữa? Đi em ơi. Đi đi cùng anh đi. Anh đưa lên chỗ ở mới. Thôi chỗ này mình không ở nữa. Đi. Đi em ơi. Anh đưa em lên chỗ ở mới. Em đi giặt đấy. Em cầm bùi để đồ này cho anh. Em đi xe đi.
Thì em dọn dẹp hết chỗ này nhé. Nhưng mà anh ơi, em thấy như kiểu vừa mới được làm lại à? Ở chỗ này vừa bạn anh vừa làm mới hết, thì bây giờ bạn anh không ấy nữa, không làm trại nữa, thì anh mượn của bạn anh cho em ở đây thôi, em ở tạm đây nhé. Chỗ này còn anh mới vừa mới làm ở đây thì không lo gì đâu, anh cứ ở đi. Chỗ này hoàn thiện xong hết rồi, bạn anh thì cũng muốn làm trang trại ở trong rừng để ở ấy. Thì em cứ ở tạm đây. Ở ngoài thì có rất là nhiều nhà, rất có nhiều chỗ để cho em ở. Ở ngoài chỗ đông người nhưng anh sợ em không quen thì anh mượn trong này cho em ở tạm. Ở chỗ này nó cũng yên tĩnh như ở dưới kia em ở. Em cố gắng tí dọn dẹp hết xong là ở đây nhé. Đây có cả bếp, có cả chỗ nấu ăn các thứ nữa. Vâng, để lúc nữa em dọn. Là anh sẽ sắp xếp thời gian anh đưa em đi mua đồ về để nấu ăn với lại uống nước thứ. Vâng. Anh sẽ đưa em đi.